đánh giá niềm tin. Trong niềm tin chúng ta tin vào cái gì ạ? Niềm tin vào ai ạ? Dạ, niềm tin vào sản phẩm của công ty, chính xác. Niềm tin vào bản thân đó, chính xác. Còn niềm tin vào ai nữa ạ? Sản phẩm công ty là niềm tin vào bản thân mình. Dạ, niềm tin vào lãnh đạo của công ty, chính xác đúng không ạ? Nguyễn Văn Triệu rất là nhanh. Như vậy thì chúng ta phải xác định được cái niềm tin với người có chi thông qua ba cái niềm tin. Niềm tin đối với bản thân họ, niềm tin đối với sản phẩm dịch vụ mà họ đang kinh doanh, và niềm tin đối với người lãnh đạo để chúng ta nhìn về văn hóa của công ty mình. Đúng không ạ? Đó là bước số 2. Sau khi bước số 2 xong thì chúng ta sẽ đi qua bước số 3 đúng không ạ? Bước số 3, bước số 3 chúng ta sẽ là bước gì ạ? Dạ, ok. Chị Quyên rất là nhanh, lập kế hoạch hành động để tạo được động lực. Và cái kế hoạch này là kế hoạch sơ lược, kế hoạch tổng thể để chúng ta tăng được cái tự tin cho người có chi. Họ thấy được một cái con đường rõ để họ đi đến, đúng không ạ? Chính xác, lập kế hoạch hành động. Ồ, các anh chị rất là tuyệt vời luôn ạ. Và bước cuối cùng, sau khi mà có một cái kế hoạch hành động dự thảo rồi thì cuối cùng chúng ta làm gì ạ? Wow, Hạ Vi, Vũ Thùy Hạ Vi, học trò của Thoa Hồng Đức. Tức là nhân đó là chúng ta mà cũng có thường xuyên hay còn gọi là luôn nhắc nhở tâm trí của mình, đúng không các anh chị? Nhắc nhở cái mục tiêu đó, luôn luôn nhắc nhở để mà mình mong mình đạt được. Và nhắc nhở thông qua việc chúng ta tuyên bố cái mục tiêu mà chúng ta nói mỗi ngày. Và chúng ta có thể ăn mừng suy nghĩ tạo được nội động lực bên trong chúng ta thông qua 4 bước. Và các anh chị đã rất là tuyệt vời trong cái quá trình mà chúng ta làm bài. Dạ, nhưng mà Hồng nghĩ kiến thức và kỹ năng các anh chị đã nói rất là rõ đúng không ạ? Rất là rõ rồi, thì bây giờ